Xin chào các bạn, video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn tất cả những họa cụ cần thiết khi vẽ màu nước của mình. Mỗi một loại họa cụ mọi người có thể xem như có giá trị tham khảo tùy thuộc vào điều kiện khả năng của mỗi người. Đầu tiên là giấy vẽ. Màu nước quan trọng nhất là giấy, đó là khẳng định chắc chắn của mình cũng như nhiều họa sĩ chuyên nghiệp khác. Mặc dù bạn có màu vẽ hay cọ vẽ xịn sò đi thế nào chăng nữa, mà không có giấy tốt ấy, thì cũng không thể phát huy hết khả năng và phẩm chất của màu được. Vì vậy mình nhấn định lại rằng các bạn có thể tiết kiệm tiền mua màu hoặc cọ, nhưng mà lên đầu tư một chút vào giấy, đó là chính là nền tảng và gốc rễ cho tác phẩm. Trên thị trường thì cũng có rất nhiều loại giấy, loại giấy vẽ màu nước mà được dùng nhiều nhất bởi các họa sĩ trên thế giới và nhận được nhiều ý kiến tích cực nhất thời điểm hiện tại như bây giờ mình được biết, đó chính là giấy Acher từ Pháp. Hãng này có lịch sử tương đối lâu đời với 500 năm. Giấy cũng có độ dày khác nhau, nhưng mà mình thường dùng cỡ 300 mm là phổ thông và dễ dùng nhất. Và cũng có kết cấu khác nhau trên bề mặt giấy tùy vào mục đích vẽ tranh của tác giả. Ba loại bề mặt lần lượt đó là hot press, cool press và round. Đầu tiên là hot press, giấy mặt mịn ấy, bề mặt trơn nhẵn phù hợp với kỹ thuật vẽ màu nước cổ điển chì màu này, in tranh khắc gỗ, viết calligraphy. Nói chung là tranh cần nhiều chi tiết thì dùng bề mặt này rất tốt, dễ được cọ và cũng như dễ chỉnh sửa nhấc màu khi vẽ sai. Loại thứ hai là cool press, giấy vân. Vân nó hơi nhám, loại này giấy này thì được các họa sĩ vẽ màu nước sử dụng nhiều nhất bởi vì nó đứng ở giữa nên tính chất nó cũng là giữa. Vẽ được rất là nhiều thể loại tranh, mình cũng toàn sử dụng dạng cool press này. Loại cuối cùng là raw texture, giấy vân nhám. Nó có vân rõ ràng hơn giấy cool press, bề mặt thô ráp hơn hẳn, hợp nhất là cho vẽ tranh phong cảnh. Loại dao này thì mình cũng mua thử một tờ A1 của Acher, bữa nào thì rảnh thì sẽ review cho các bạn. Các hãng khác nhau thì cũng có một số đặc điểm khác nhau, nhưng mà nhìn chung thì các loại giấy hạng họa sĩ trở lên đều đáp ứng được những tiêu chuẩn nhất định, như là acid free này, chống mốc này, không bong chóc, đắp được nhiều lớp lên màu đẹp. Mình cũng thử qua nhiều hãng thì mỗi hãng cũng có những ưu điểm nhất định. Đầu tiên thì Acher thì lên màu đẹp nhất. Họa sĩ mình hâm mộ là Maria Rasinka cũng toàn sử dụng giấy Acher. Strathmore 500 của Mỹ thì dễ sử dụng cho người mới bắt đầu. Winsor & Newton Pro của Anh thì dễ nhấc màu và điều chỉnh mức độ nước cũng như điều chỉnh màu. Nhìn chung thì mọi người nên tự trải nghiệm để tìm ra loại thích hợp nhất cho mình. Những loại giấy kể trên thì Acher đắt tiền nhất, trung bình là 170k một tờ A1. Còn hai loại kia thì cứ tầm 140-150k. Nếu các bạn thấy đắt thì có thể mua Strathmore 400 cũng được, thấp hơn Strathmore 500 một chút, có tầm 100k một tờ, nhưng mà mình thấy nó cũng không khác biệt nhiều lắm, dễ sử dụng cho người mới bắt đầu, lên màu ok, đúng kiểu ngon bổ rẻ mà Việt Nam mình yêu thích. Tiếp theo là màu vẽ. Về màu ấy, mình cũng trải nghiệm qua nhiều hãng, nhưng mà palette hoàn chỉnh nhất như ý muốn lại phải kết hợp các màu của các hãng khác nhau. Mỗi một hãng cũng có những màu xuất sắc và cũng có những màu dở tệ. Đây là sự thật. Hiện tại có 3 hãng mình dùng nhiều. Đầu tiên đó là Winsor Newton Pro, dành cho họa sĩ chuyên nghiệp. Phần lớn màu mình đang sử dụng hiện tại là từ hãng này. Mặc dù màu cũng không phải là rẻ, trung bình cứ 100k một tube cho series 1 và tầm 170k cho series cao nhất. Nhưng mà thật sự thì nó rất là đáng tiền. Nếu với dạng tube thì mình khẳng định hãng này chất lượng chắc chắn là xếp trong top 5 trên thế giới. Chưa kể đây còn là một thương hiệu lớn có bề dày lịch sử lâu đời. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm để đặt cược vào nó. Các Bigman và Binder được xử lý rất là tốt, độ trong tối đa, bão hòa tốt và rất là sạch. Độ bền sáng sẽ đúng với tính chất của Bigman được ghi bên ngoài thông tin của tube. Đặc điểm của màu là rất là mịn, với tính chất tông màu trung tính, không quá tươi và cũng không quá trầm. Nói chung thì rất là khuyến khích các bạn tự chọn cho mình một bộ palette cơ bản khoảng 12 tube từ hãng này. Bên cạnh dạng tube thì mình có mua một set dạng pan 24 màu của hãng. Chất lượng tốt nhưng mà dùng nhìn chung không thích như dạng tube. Các tông đất của set này cũng khá yếu, nhưng mà các bạn mua về cũng được, đáng tiền đấy. Mình thấy giá của nó khá là hợp lý. Hãng màu thứ hai mà mình sử dụng là Daniel Smith đến từ Mỹ. Chất lượng Daniel Smith cũng rất tốt, phần lớn tông màu cổ điển, nồng độ pigment của các màu rất là cao, trừ những tông màu mà nó đã nhạt sẵn rồi. Nhưng mà cá nhân mình cảm thấy màu xử lý không được sạch sẽ như bên Winsor. Tuy nhiên, do giải màu của hãng này quá là rộng, hơn 200 màu nên là mọi người phải cẩn thận lựa chọn ấy. Không phải màu nào cũng đẹp và đúng với sở thích của bạn đâu. Bên cạnh đó thì nhược điểm của màu nó cũng hơi đắt,
Mọi người có thể mua túp 15ml để tiết kiệm hơn. Các tông mà mình sử dụng của hãng là các tông đất, trong đó đặc biệt có 3 màu mình rất thích, đó là Transparent Yellow, Transparent Red và Transparent Brown Oxide, rất là ấn tượng. Ngoài ra một số màu đá quý tông trầm và cổ điển khá đặc biệt, có thể bổ sung cho phần nền và trang trí ấn tượng. Nhưng mà các tông đá quý này mọi người cũng cần phải lựa chọn, có màu đẹp nhưng mà cũng có màu theo như mình thấy thì nó không đẹp, vừa phế vừa vô dụng, lại còn đắt tiền nữa chứ. Màu đá quý mình hay dùng là bộ Primatic cơ bản 6 màu của hãng, ngoài ra thêm 2 màu là Blue Apatite Genius và Sleeping. Hãng thứ 3 mà mình xài là Hobain, một thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Tông màu tươi sáng, thích hợp cho kiểu vẽ minh họa, phong cách trẻ trung, đặc biệt là cho kiểu phim hoạt hình hoặc là truyện tranh. Ai mà hay vẽ theo lối fantasy thì Hobain là ok. Nổi bật của hãng là mấy tông pastel có phong cách rất là thời thượng. Mình có một số màu sử dụng các tông màu da pha sẵn như là Berlin, Zillian rất là hiệu quả. Bên cạnh mình có sử dụng màu trắng đục của hãng là Parliament White rất tốt. Nhìn chung thì Hobain không bằng được so với hai hãng kể trên, nhưng mà là số 1 châu Á so với những bạn mà có điều kiện kinh tế vừa vừa. Ngoài dạng túp ra thì mình còn sử dụng màu nước dạng pan. Ở đây ngoài set 24 màu dạng pan của Windsor ra thì mình có sử dụng dạng pan của hãng Singhoram từ Đức. Màu giá là rất là chát nhưng mà chất lượng thì khỏi bàn, vẽ rất là thích. Đây là dạng pan tốt nhất mình từng dùng, hơn hẳn Windsor. Màu trong và tươi, nhưng mà cái độ trong và tươi của nó khác so với Hobain. Hobain tông nó tự nhiên hơn, còn Hobain kiểu như là pha thêm hóa chất hay phụ gia ấy. Bên cạnh đó thì màu còn vô cùng dễ quét và dễ lây lan. Singhoram này mình lấy từ shop họa cụ Black and White từ Vũng Tàu, giá cả rất là hợp lý. Mọi người có thể liên hệ với chị Dung, chủ shop rất là dễ thương và tư vấn nhiệt tình. Ngoài ra thì mình sẽ để link liên hệ với shop ở dưới phần mô tả cho các bạn nào có nhu cầu nhé. Ok, bộ màu cuối cùng mà mình sẽ giới thiệu đến các bạn đó là bộ màu nhũ Phenetic. Bộ màu nhũ vàng bạc này là đến từ Đức, chất lượng rất là tốt. Màu nhũ hay ứng dụng cho vẽ thiết kế thời trang. Mình cũng xác định mua bộ này về dùng để trang trí với những bài vẽ có trang phục hoặc là vẽ chân dung có phong cách trang điểm đậm. Với bạn nào mà không phải vẽ chuyên thiết kế thời trang ấy, thì một bộ màu 6 màu như này là đủ dùng cho các bạn mấy năm rồi. Tiếp theo là nói về cọ. Ở đây mình có một số loại cọ, phần nhiều là cọ tròn. Mình hay sử dụng mấy loại cọ lông thú tự nhiên như là Kolinsky lông tròn ấy. Nhưng vẽ màu nước được lâu mình phát hiện ra là mọi người có thể sử dụng cọ vẽ rẻ tiền vẫn có thể cho ra được kết quả tốt. Như là cọ Han Made in Việt Nam chẳng hạn. Đúng nghĩa ngon bổ rẻ. Không nhất thiết phải mua mấy cây cọ đắt tiền làm gì. Nhưng mà kiểu gì thì dùng cọ lông thú tự nhiên vẫn xứng tay hơn. Tiền nào của nấy mà. Nhìn chung các bạn chỉ cần có tầm 3 cây cọ tròn cỡ 2, 4, 6 là được. Sau đó cần thêm mấy cây cọ tô mảng lớn như là cọ móp này. Và cọ vát, cọ dẹt và một cây cọ quạt để blend hòa màu. Ở đây như bạn thấy thì trong túi cọ của mình cũng khá là nhiều, nhưng mà cũng có những cái cọ đắt tiền mà mình cũng ít dùng đến. Biết thế dùng tiền này đầu tư mua thêm giấy. Và mình muốn giới thiệu cây cọ đặc biệt mà mình sử dụng rất là nhiều. Hầu như tất cả các bài vẽ màu nước của mình đều cần tới nó. Cọ dài đầu nhọn phong cách thư họa châu Á của hãng Cuterate. Nó rất là linh hoạt, tô bình thường cũng tốt mà tỉa chi tiết cũng rất là ok. Mà chúng ta ở Việt Nam cũng rất là dễ mua các loại cọ phong cách thư họa châu Á này. Mấy cọ kiểu này các bạn cũng có thể liên hệ với shop họa của Black and White. Cọ vẽ màu nước thì không giống như sơn dầu dùng được rất là lâu, nên nếu biết giữ gìn cọ. Mà cọ lông thú thì xài lâu hơn và ổn định hơn cọ lông nhân tạo. Tất nhiên rồi vì chúng đắt gấp 2-3 lần mà. Các bạn có thể lựa chọn cho mình tùy vào túi tiền. Mà để giữ gìn cọ lâu và tốt thì mình khuyên các bạn nên mua thêm xà bông rửa cọ, lâu lâu rửa một lần. Và tốt hơn nữa thì mua một lọ sáp dưỡng cọ như hình này cũng rất là tốt. Cuối cùng là một số phụ kiện như là mực vẽ manga chuyên dụng trắng, đen, xám này, bút sắc dùng để nhấn nhá tăng độ tương phản chi tiết. Các bạn cũng có thể dùng cho những tranh loại kiểu ký họa màu nước nhanh cũng rất là hay. Ngoài ra cũng cần có bảng hát sáng để vẽ những bức mà nhiều chi tiết đòi hỏi phức tạp cao.
Mọi người có thể vẽ ra trước ra giấy nháp này, sau đó đi lát lại bằng bảng hát sáng này. Và mọi người có thể mua cho mình một lọ keo chặn màu nước nữa. Loại mình dùng ở đây là của Winsor Newton, nhưng mà mình khuyến khích các bạn mua loại của Hobin, cái lọ màu xanh ấy, nó tốt hơn. Nhưng những nguyên liệu phụ kiện bổ trợ cho vẽ màu nước hay sơn dầu thì mình nghĩ Hobin luôn là tốt nhất. Keo chặn thì mọi người có thể dùng bút cao su để vẽ, bút dùng bút thường là sẽ hỏng cái bút đấy. Trên đây là những họa cụ cơ bản trên vẽ màu nước của mình, hy vọng là sẽ giúp ích cho các bạn. Dùng họa cụ tốt tất nhiên sẽ không biến bạn thành nghệ sĩ giỏi nhưng sẽ giúp các bạn phát huy hết được tiềm năng của mình và biến những giờ hoạt động nghệ thuật trở thành niềm vui mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp nhé.